Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh. Alo, câu hỏi của chị là gì đây ạ? Vâng, chị ơi, vợ chồng em cưới nhau được 8 năm rồi chị ạ, và chúng em đã sinh được 2 cháu ạ. Vâng. Do đợt vừa rồi em kế hoạch không tốt nên là em đã mang thai ạ. Vâng. Em cũng chưa muốn sinh đẻ tiếp bởi vì cuộc sống của chúng em gọi là cũng không được khá giả lắm. Đẻ thêm thì là em rất là vất vả, mà em bỏ cháu thì em rất là thương ạ. Vâng. Nên em đã không biết làm thế nào, em mong chương trình tư vấn giúp em mới ạ. Vâng, bạn muốn tư vấn về vấn đề sinh con cái đúng không ạ? Cũng đang rất là băn khoăn, không biết là có nên hay là không. Bạn đã thử chắc chắn là mình có bầu hay chưa chưa? Em thử rồi chị ạ. À vâng, cho nên là cũng rất là khó nghĩ đúng không ạ? Bác sĩ Vâng. Vũ Minh Phượng sẽ tư vấn câu hỏi cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Vâng. Ừ, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Ừ, cái này cũng khó nhỉ. Thế vâng thì ạ. Cái câu chuyện của em đã bàn bạc với chồng chưa? Em bàn bạc với chị ạ, nhưng mà chồng em cũng rất là thương em nên là chồng em không có ra một cái quyết định gì cả chị ạ. Tức là cũng không muốn dồn em, cũng không muốn em có thêm áp lực gì khác nữa, Vâng ạ. đúng không nào? Vâng ạ. Vâng ạ. Thế và để cho em tự quyết định. Và Vâng vấn ạ. đề rằng là bây giờ đây là tình thương. Đây Vâng là ạ. tình thương đúng không? Em thương với cái thai còn rất là nhỏ xíu. Và cái thời điểm này là phải quyết định sớm đây này, đúng không? Vâng ạ. Thế Vâng ạ. 20 ngày thì thực ra là nó vẫn còn rất là bé xíu nhá. Về Vâng ạ. mặt về cái khía cạnh gọi là con người ấy thì chưa chịu ảnh hưởng của tình cảm gì cả. Đấy. Vì Vâng vậy là bỏ đi một giọt máu đào nhá thì ạ. cũng cũng thương, cũng xót, cũng tiếc. Thế nhưng mà em lại tự hỏi mình rằng là vậy bây giờ mình lại đẻ con ra, xong hoàn cảnh kinh tế nhà mình lại không có, con lại Vâng không ạ. đủ ăn, lại hay ốm đau quặt quẹo, rồi là cái việc mà đi học lại cũng không được các cháu nhà bạn, thì cái tình thương lúc đấy nó cũng lại là một tình thương. Thế thì bây giờ hai cái thương đấy thì em cân nhắc xem là cái khả năng mà em chấp nhận được, em chấp nhận được cái thương nào. Ví dụ bây giờ cái thương là bỏ đi một cái, nó gần như là một cái bào thai nhưng nó còn nhỏ xíu, nó vô tri vô giác, hay là để cả một cái quãng đường dài mình lại thương một em bé do hoàn cảnh kinh tế mà nó không được bằng chúng bằng bạn, nó thiệt thòi nhé. Thế thì em Vâng ạ. cân nhắc hai cái điều đấy đi thì để rồi em ra quyết định. Bởi vì quả thật rằng là như em nói là khi mà cái kinh tế khó khăn mà mình không vượt được qua, hoặc là Vâng ạ. trong hoàn cảnh khó khăn thì mình nghĩ rằng là không, mình phải quyết có ba con. Chị chưa nói đến cái việc có con thứ ba nó ảnh hưởng đến công tác như nào, chị chưa nói đến nhá. Vâng ạ, Mà vâng chỉ ạ. nói đến vấn đề tài chính và sức khỏe của em thôi. Sức khỏe Vâng của ạ. mình có được không này? Đảm bảo để nuôi em bé rồi mang thai em bé không này, rồi về tài chính này mình có đảm bảo. Thì như em là em nói tài chính còn khó khăn, nhưng mà có thể nhờ nội, có thể nhờ ngoại, vân vân. Em cân nhắc hết tất cả các cái điều kiện để nuôi một em bé, và với một cái thương là bây giờ bỏ đi thì em sẽ ra được cái quyết định nào đó giúp cho em nhé. Vâng ạ. Thế còn về mặt y tế ạ, thì chị với tư cách là một bác sĩ thì có lời khuyên nào dành cho thính giả trong trường hợp Vâng. này không ạ? Về mặt y tế thì rõ ràng bây giờ về sức khỏe nhé, thì nó lại tùy thuộc vào về, tức là việc sinh con thứ ba ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sức khỏe này, hoàn cảnh kinh tế và cái tình cảm của gia đình đấy để có thể nuôi dưỡng một em bé lớn lên và phát triển khỏe mạnh, kể cả về thể chất lẫn tinh thần. Bác sĩ cho em hỏi một chút nữa ạ. Thế bây giờ thì nếu mà em hướng về cái quyết định bỏ cháu ấy thì là em có thể dùng cái phương pháp gọi là nạo thai hay là uống thuốc? Theo như em tìm hiểu thì nó cũng có cái uống thuốc, vậy thì uống thuốc có ảnh hưởng gì đến sinh đẻ của em sau này không ạ? Cái việc uống thuốc thì nó là một biện pháp bỏ thai, và nó cũng, nếu mà nói về tác dụng phụ để chắc chắn là ảnh hưởng thì cái nào nó cũng có một cái tỷ lệ nhỏ nhỏ là ảnh hưởng
nhá. Tuy nhiên rằng là cái biện pháp bỏ thuốc thì nó lại có điều kiện là em phải gần cái cơ sở y tế nào đó để mà cấp cứu trong trường hợp mà khi mà dùng thuốc thì nó ra máu ồ ạt. Nếu có thể thôi nhé, nếu mà em mà không đi kịp tới bệnh viện thì nó còn nguy hiểm đến tính mạng đó. Và thì nó chỉ có một cái phần thế thôi, chứ còn lại thì nó là ảnh hưởng đến cái chuyện sinh đẻ em bé sau này, thì nó cái tỷ lệ mà người ta gọi là vô sinh sau này thì nó rất rất là nhỏ đấy, so với kể cả là như là em nói là nạo thai thì bây giờ chắc là chưa phải nạo, mà là chỉ ở cái giai đoạn sớm này chỉ là hút điều hòa kinh nguyệt, thì cái ảnh hưởng tác dụng phụ của nó thì cũng rất là ít, nhưng mà em phải đến cơ sở y tế. Còn cái kia em có thể mang thuốc về nhà để em dùng, nhưng lại đấy, cái nào nó cũng có một cái ưu một cái điểm nhược khác nhau. Nó ở ngay bệnh viện và ra khỏi bệnh viện em có thể coi như là yên tâm về 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 sức khỏe cũng như là tính mạng đi, so với cái anh dùng thuốc nếu như mà em không gần cơ sở y tế em nhé. Vâng, xin được cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ, và chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn sẽ có một cái quyết định chắc chắn cho sức khỏe cũng như là cho chuyện kinh tế của gia đình mình trong việc có sinh hay là không sinh em bé. Cảm ơn bạn một lần nữa đã gọi điện.